Cây xin chào tất cả anh chị và các bạn nhé. Hiện tại bây giờ là đi Cây đang đứng ở ngay trong trung tâm của khu chợ Vạn Phúc này. Trước thì đi Cây cũng đã quay cái khu chợ này rồi, tuy nhiên lần đó là đi Cây quay không được kỹ và lần này đi Cây quyết định quay lại đây để quay cho anh chị và các bạn một video rất là kỹ về khu chợ này. Và lúc này đây thì đi Cây cũng đang đứng trước một cửa hàng âm thanh và ở đây bán những loại đài cổ xưa. Mà cái loại đài này anh chị và các bạn sẽ rất là hiếm tìm ở những khu chợ truyền thống hay những cửa hàng âm thanh ánh sáng truyền thống. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào đây để chúng ta ngó và ngắm nghía cái cửa hàng này anh chị và các bạn nhé. Ở đây đi Cây thấy bán rất nhiều những sản phẩm đài cổ xưa rất là hay và cũng rất là truyền thống. Anh em xin phép anh em quay cửa hàng mình một chút anh nhé. Đây là cửa hàng mình là chuyên bán về những loại đài cổ xưa đúng không? Đúng rồi, chuyên về âm thanh băng cối. Vâng. Cổ. Wow, nhìn hay quá anh chị và các bạn. Vâng. Thực sự là đi Cây thấy rằng là đây là những cái loại đài mà chỉ có cái thời đi Cây nhớ không nhầm là vào những năm 90 hoặc hơn gì đó. Là bởi vì lúc đấy đi Cây cũng còn nhỏ và cái loại đài này nó cũng tương đối là phổ biến vào cái thời đấy. Wow, rất nhiều loại đài đĩa. Đẹp quá. Anh ơi, ở đây thì đài có giá thành của nó thì có cao không anh? Giá thì nói chung là hiện đến bây giờ là như con này là con AK636. Vâng. Giá của nó tầm 35-36 triệu. Vâng. Đấy. Còn con này là AK400D. Con này đang gấu nhất trong dòng AK. Vâng. Có tầm từ 70 dao động cho đến 75 triệu. Con này là 646, AK646, chạy đầu từ thủy tinh hết, dao động từ ngoài 40 triệu một tí. Nhìn đẹp quá anh chị các bạn. Con này là 646, con này là 635, hàng xuất Mỹ, tầm 33-35 triệu. Con này là Tech 4300, dòng Tech, chạy băng 7. Con này tầm 9 triệu. 9 triệu một cái này anh. Một cái đầu này đây gọi là đầu tâm. Vâng. Anh ơi, là một cái đầu này thì khi mà sắm về mình có phải sắm thêm gọi là những cái phụ trợ cho âm thanh nó hay hơn không? Còn đây là đầu tâm sẽ phát ra, phải sắm thêm một cái âm ly tăng âm nữa, âm ly và một đôi loa nữa. Đấy, còn anh em mình thì cứ chơi là loa bằng giấy 7788 99 hoặc 2R3 thì là nó ra âm thanh rất là hay. Âm ly sẽ vơ. Vâng. Con này là 635 này. Đấy, hàng nhật xịn này, chạy được 100 vô, nút đỏ. Đấy. À, cái này là hàng... cái này là thông dụng nhất, nhiều người hay dùng, tầm tiền bày đẹp, độ bền cực cao. Vâng. Từ năm 1972-74 đến bây giờ người ta vẫn còn đẹp mới như này, vận chuyển hàng đấy chuyên khoánh từ nước ngoài về. Wow, đẹp quá anh chị và các bạn. Đấy, tốt đời. Nhìn những cái nút này rất là hay nhá, nó rất là kiểu cách, trông thì có vẻ nó rất là đơn giản. Tuy nhiên thì nếu như phải những người người ta yêu về âm thanh, yêu về loa đài thì người ta lại rất thích những cái kiểu dáng nó như thế này. Và thực sự là chỉ có những cái dạng đài như thế này thôi thì nó mới thỏa được cái niềm đam mê. Bản thân đi Cây nhìn đi Cây cũng cảm thấy rất là thích thú, hứng thú với những cái sản phẩm nó như thế này. Chứ còn bây giờ đài thông thường thì nó cũng rất là hiện đại rồi, cũng kiểu dáng cũng nhiều. Tuy nhiên chỉ có nhìn những cái sản phẩm này thì mình mới có cái cảm giác mình được quay trở lại quá khứ, quay trở lại với cái thời kỳ mà có thể nói đối với cả những người cao tuổi là thời kỳ bom đạn, thời kỳ chiến tranh. Wow, rất là hay. Anh ơi, thế đây là những cái sản phẩm mà người ta làm, có nghĩa là làm phách lại, làm bắt chước lại cái kiểu dáng, hay là nó là những cái sản phẩm từ thời xưa ấy? Tất cả sản phẩm từ thời xưa ấy. Như con AK này là sản xuất năm 1970. Đấy. Cho nên là không thể nào nhái lại được. Cái sản phẩm này là toàn sản phẩm cổ hết. Vâng. Không làm lại được một cái gì đâu. Đẹp quá. Anh ơi, ngoài cái giá thành ra anh có thể anh nói
sâu hơn cho em một chút chút cái thông tin về những cái sản phẩm ở đây để cho nó người ta hiểu hơn về cái loại đài này không anh? Ok, nói chung là tất cả đầu đây là đều là đầu cân cả, đều là đầu cân, nó như một cái đầu đĩa nhưng nó phát ra sẽ là thành âm thanh analog. Đấy, analog thì bao giờ tiếng nó cũng chậm tiếng hơn là đĩa. Đấy, nó chậm tiếng hơn, nghe nó không bị mệt. Anh em mình chỉ nghe một cái đĩa là có khi là rất hết cả đầu, chứ nghe cái này anh em mình nghe quân 30 là có khi là 40 bài không bị mệt, 40 bài là 180 phút không bị mệt. Đấy, nó cứ từ từ từ, nó là âm thanh analog, nó rất mềm tiếng. Mà em vẫn chưa hiểu lắm cái từ khái niệm đầu câm ấy là như nào. Đầu câm là nó chỉ gọi là phát, gọi là với tính chất nó không có loa và âm ly liền. Đấy, thì gọi là đầu câm. Đấy, thì mình phải ghép âm ly này này. Âm ly này là âm ly đẳng cấp này. Hết số của dòng Samsung 9090DB. Đấy, cái âm ly trị giá ngoài 40 triệu. Vâng. Đấy. À thế là mỗi một cái đầu là khi mà mua về là phải mua một kèm cái âm ly này nữa. Và hoặc là một cái âm ly này nữa, hoặc là 5000X. Là 5000X bán hết rồi, hoặc một đôi loa 99A nữa. Thì nó ra âm thanh mới là hay. Vâng. Đấy, đây anh chuyên về dòng loa 99A, 77A88. Đấy. Thực ra đúng là đã gọi là chơi cái này là phải chơi nó đồng bộ. Đồng bộ 3 thứ. Đấy, là một bộ. Chứ còn nếu mà lắp vào những cái dòng loa bây giờ thì vẫn được đúng không? Vẫn được, nhưng tiếng nó không hay. Tiếng nó ra không hay. Đấy là có nghĩa là không phải là chơi đồng bộ mới được. Cũng đồng bộ rồi. Vâng. Này 10 triệu. Cái 14 triệu. Băng 7 là như nào anh? Băng 7 in để chạy những cái đầu nhỏ hơn em ạ, chạy cái đầu cơm nhỏ hơn. À cái đầu đây chạy đây. Đầu này. Vâng. Đấy, để chuyên chạy đầu này, còn băng 10 to thì lại chạy đến đầu này. À như thế là nó có mấy cỡ đấy anh? Có 2 cỡ băng. 2 cỡ 7 in và 10 in. Là thông dụng nhất. À, có cả 5 in nữa, 6 in nhưng người ta ít dùng. Đây là băng 7. Thế mà lúc đầu em nhìn em tưởng là anh bán thêm cả sách. Không, đây là tất cả là băng chương trình băng. À, anh đây. Anh sưu tầm rất nhiều băng. Đây là băng 7, đây là băng trước 75, đây là sau 75. Còn vâng. Băng 10 bên này em này. Đó, băng 10 thì hộp nó to hơn. Vâng. Đó, chuyên về băng 10. Vâng. Để phục vụ cho đều AKI và tất. Thưa quý vị và các bạn, đây là những cái loại băng ngày xưa. Và những cái loại băng này, đôi mắt người xưa này. Trường Vũ, Kim Anh, Hà Thu Hiền, đây là những cái giọng ca cổ ngày xưa. Đây, và đây, trước 75 đây. Đây là băng trước 75 Chế Linh Thanh Tuyền, Sơn Ca 7. Ban nhạc Sơn Ca, tiếng hát Thanh Tuyền, Chế Linh. Những cái loại đài như thế này là chỉ có nghe những cái giọng ca như ngày xưa thì nó mới hay thôi, còn nếu như mà nghe những cái nhạc trẻ bây giờ nó cũng không có phù hợp. Anh ơi, là cái nhạc này bây giờ mà nghe nhạc trẻ bây giờ nó có hay không? Nó có phát được ra những âm thanh như là cái đài bây giờ không? Nghe nhạc trẻ thì bây giờ anh em muốn thu băng là phải đặt, ví dụ mình thu cho cậu là thu để cho gọi là và chương trình nhạc trẻ theo ý khách hàng. Vâng. Đấy. Thế còn đâu đúng nghe thì cứ nghe là nhạc trước 75 là hay nhất. Vâng. Là nó mới phù hợp với đúng cả rồi. cái tông của đúng rồi, cái tông nhạc của nhạc nó nhạc chậm mà. Đây là có thêm cả những cái quạt rất là cổ. Mà quạt này thực sự là đi cây cũng chỉ thấy ở những khu vực này là bán, cửa hàng ở đây là bán nhiều thôi. Còn các cái cửa hàng quạt khác thì cũng chỉ là những cái loại quạt nhựa và những cái quạt thông thường thời của bây giờ. Anh ơi, ở đây là mình bán là quạt này là chỉ mấy cái này thôi hả anh? Không, anh còn cửa hàng bên này nữa. Đây là toàn quạt cổ rồi. À thế ạ? Sản xuất 5 mấy và 5-6 mấy.
À vâng. Em thắng bên này, bên này, bên này rồi. Trên 70 một tí. À thế là anh ở đây anh có hai cửa hàng. Đúng rồi, đấy, quạt đây là tàn 570, già 570 một tí. Vâng. Đấy, tất cả ở đâu quạt ạ. À đây là quạt này còn quạt cũ luôn đây này. Đấy, đúng rồi, quạt cổ mà có những... sản xuất năm 1953. Đây là nó có những cái vết thời gian đấy, này này. Vết gọi là gọi vết là, gì? Từ ngày xưa. Người ta còn giữ được nó là sơn zin hết. Vâng. Đây là hàng tuyển chọn hết rồi. Nhìn chất thép nó cũng tương đối lì. Nó lì lắm. Nó lì. Con này cổ lắm. Đầu tên lửa. Wow. Nặng quá lắm. Nặng luôn. Ui. Quá nặng luôn này. Con này phải đến hơn 5 cân. Gần 8 cân. Wow. Sợ nhờ, công nhận. Con này Liên Xô hả anh? Hay là... Không, con này của Nhật, Mitsubishi. Đã biểu tượng Mitsubishi này. Chóp tên lửa. Wow. Thì xem con này con nặng, đỏ xem con nào nặng như con nào. Con này thì nhẹ hơn một tí nhưng mà vẫn nặng lắm. Quạt bàn nhưng nó nhẹ hơn. Ừ. Nhận nó khác hẳn với là những cái quạt bây giờ. Đúng quạt rồi. Bây giờ nó nhẹ tinh. Đúng rồi. Công nhận quá nặng rồi. Anh ơi quạt như thế này thì giá cả như nào anh có thể nói qua cho em. Như con này là 4 triệu này. Con này là 3 triệu này em này. Vâng. Con này 4 triệu, con này 3 triệu. Cái dòng này thì là con này là cánh 30, con này là cánh 35. Vâng. À, con này Latiola, con này cánh 35 của nó là dòng 6 triệu em ạ. Vâng. À, nó đều là của Nhật hết. Đều của Nhật, cổ hết. Con này sản xuất 573/74. Vâng. Tất cả lô này 873/74 hết. Vâng. À. Đây con này cũng thế anh, con đang bật này cũng thế ạ. Con này cũng quạt Nhật. À, con này quạt Nhật. Em thử. Quạt nặng thật đấy. Có gió rất là mát. Các mình có cảm nhận là cái quạt này thì nó quay, cái tốc độ quay của nó đi cây có cảm giác là nó không bằng những cái quạt thông thường bây giờ, nhưng mà cái độ mát của nó thì lại rất là đượm và cũng rất là mát. À. Như cái quạt đang bật này là bao tiền đấy? Quạt này bật 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Cái này 4 triệu